Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Giờ Kết Sổ trên kênh truyền hình FBNC. Như thường lệ, trong phần đầu tiên của chương trình, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những diễn biến của thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay, ngày 25 tháng 4. Khách mời của chúng ta là chị Đỗ Thị Thanh Hiếu, chuyên viên đến từ công ty chứng khoán Phú Hưng. Xin chào chị Hiếu. Thưa chị, thì mở đầu phiên sáng nay thì ngoại trừ những cái thông tin tích cực đến từ thị trường trong nước thì thị trường chứng khoán thế giới cũng tăng điểm ồ ạt. Vậy thì chị nhận xét sao về điều này? Chứng khoán thế giới trong phiên ngày hôm qua đã nhận được một thông tin tích cực đến từ cái việc mà tranh cử tổng thống tại Pháp, khi mà cái ông Emmanuel Macron đã giành được ưu thế trước ứng viên đảng cực hữu, đó là bà Marine Le Pen. Ông Macron là người ôn hòa và cũng ủng hộ đồng euro, trong khi bà Le Pen lại ủng hộ việc ly khai euro giống như Anh. Và cái cuộc bầu cử tổng thống này có 4 ứng cử viên, thì cũng có thành viên khác cũng là thuộc đảng cực hữu và cũng ủng hộ sự ra đi của Pháp khỏi euro. Do đó là mà trong 4 ứng viên này thì không có một người nào mà chiếm ưu thế tuyệt đối, cho nên dẫn đến là giới đầu tư cũng lo lắng là có một sự bất ổn. Nếu như mà Pháp rời euro giống như Anh trước đây thì nó sẽ tạo ra sự bất ổn đối với thị trường thế giới cũng như là cả thị trường tài chính. Do đó là cùng với sự lo lắng này thì cả thị trường chứng khoán thế giới đều giảm điểm khá sâu và rung lắc mạnh, và đây tạo ra cái hỗ trợ cho vàng, trong khi giá vàng đợt vừa qua tăng giá rất là tốt. Thì khi mà có cái thông tin về kết quả cuộc bầu cử lần đầu tiên, khi mà ông Macron thắng, đạt được cái vị trí cao hơn và sẽ cùng với cuộc tổ chức lần thứ hai vào ngày 7 tháng 5 sắp tới, thì đã có được nhiều sự ủng hộ hơn, thì giới đầu tư đã bỏ được cái sự lo lắng này và chút bỏ được cái gánh nặng, giúp cho dòng tiền đã quay trở lại với cái thị trường chứng khoán, là một cái thị trường mang tính chất rủi ro cao hơn so với thị trường vàng. Thì với cái thông tin đó thì thị trường chứng khoán cả thế giới, từ Âu, Mỹ tới cả thị trường chứng khoán châu Á trong phiên sáng nay đều tăng điểm khá là mạnh. Thưa chị, thì thông thường những cái diễn biến của thị trường chứng khoán thế giới cũng sẽ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Vậy thì với cái sự tăng điểm mạnh mẽ như vậy thì nó tác động như thế nào đến thị trường trong nước ạ? Nhiều nhà đầu tư thì cũng kỳ vọng vào cái sự hưng phấn của thị trường chứng khoán thế giới sẽ giúp cho thị trường chứng khoán Việt Nam cục phục hồi trở lại sau cái chuỗi giảm điểm liên tiếp trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên thì điều này chưa thực sự xảy ra, khi mà giới đầu tư trong nước vẫn tỏ ra khá là thận trọng. Trong phiên ngày hôm qua, khi mà VN Index giảm xuống dưới cái mốc hỗ trợ 710 điểm thì cái lực bán đã diễn ra càng lúc càng mạnh hơn, và trong phiên sáng nay thì chủ yếu là vẫn còn cái sắc đỏ, mặc dù là cái thông tin tới từ thị trường chứng khoán thế giới cũng không có hỗ trợ được cho thị trường chứng khoán Việt Nam nhiều, mà thị trường giao dịch gần như là thờ ơ với thông tin này. Mặc dù lực bán cũng không quá là mạnh nhưng mà lực cầu thì cũng khá yếu, cho nên là thị trường cũng không có động lực tăng điểm. HNX Index thì mở cửa đã tăng điểm, tuy nhiên chỉ được vài phút thì HNX Index cũng giảm sâu và thậm chí còn giảm mạnh hơn cả VN Index nữa. Đến khoảng giữa phiên sáng thì nhờ sự phục hồi của các cái nhóm blue chip, khi mà Novaland thì hạ nhiệt về lại với bức tham chiếu, một vài mã lớn của bất động sản ví dụ như Vincom thì tăng giá, cùng với sắc xanh của nhiều mã khác như là Bảo Việt, Đạm Phú Mỹ, Ri, Đạm Cà Mau, SSI hay là Hòa Phát, thì những mã này đã tạo ra một động lực giúp cho thị trường phục hồi trở lại. Và chính cái sự phục hồi này đã giúp cho VN Index đóng cửa trong phiên sáng trong một sắc xanh nhẹ, tăng 0,03 điểm, đứng ở mức là 709,42 điểm, với 111 mã tăng và 103 mã giảm. Thanh khoản thì được cải thiện hơn một phần so với phiên giao dịch trước đó, với khoảng 69 triệu đơn vị, tương đương với 1.619 tỷ đồng. Và giao dịch thỏa thuận trên sàn thành phố thì đóng góp khá lớn, với khoảng 9,5 triệu đơn vị, tương đương với lại 337 tỷ đồng. Còn về HNX Index thì không được may mắn như VN Index, HNX Index đóng cửa giảm 0,26 điểm, tương đương với 0,3%, xuống mức là 88,15 điểm. Khối lượng giao dịch đạt khoảng 32 triệu đơn vị, tương đương với 298 tỷ đồng. Upcom thì cũng chịu sự rung rắc, tuy nhiên là trong phiên sáng nay vẫn tiếp tục duy trì được sắc xanh và chốt đóng cửa tăng 0,09 điểm lên mức là 57,63 điểm. Thưa chị, thì vào cuối phiên sáng cũng có, tôi thấy cũng có cái sự phục hồi nhẹ. Vậy thì ở phiên chiều thì thị trường có lấy lại được cái mốc 710 điểm không ạ? Mốc 710 điểm hiện nay tỏ ra đang khá là khó nhằn đối với thị trường hiện tại. Khi mà trong thì cũng giống như trong những phiên gần đây, thì vào phiên chiều cho những cái phút đầu có sắc xanh le lói, thì càng về sau thì VN Index
và các chỉ số chịu cái áp lực bán càng mạnh dần lên. Đóng cửa thì VN Index giảm tới 1,81 điểm xuống còn 707,58 điểm. Khối lượng giao dịch thì được khoảng 137 triệu đơn vị, tương đương với 3.237 tỷ đồng, và khối lượng thỏa thuận thì cũng tăng lên rất là nhiều, chiếm khoảng 600 tỷ đồng. Một số cái tên được nhắc đến cho các cái giao dịch thỏa thuận đó là Novaland, Vinamilk và PNE rất được khối ngoại chú ý trong thời gian vừa qua. Dẫn đầu về thanh khoản trong sàn ngày hôm nay có là những mã bất động sản và xây dựng quen thuộc như là FLC, ROT hoặc là Sacom Real, Đất Xanh, và ngoài ra thì còn có thêm STB và BHS. Trong nhóm bất động sản thì ngày hôm nay Đất Xanh sau khi có thông tin là chủ tịch hội đồng quản trị đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu thì đã giúp cổ phiếu này xanh trong phiên sáng, và kết thúc phiên thì cổ phiếu này đã tăng 3,2% lên mức là 22.300 đồng, đạt gần như là mức cao nhất trong phiên. Long Điền thì cũng tăng trần, HBC và ROT thì cũng giữ được cái sắc xanh thành công. Ngoài ra thì nhóm chứng khoán cũng thể hiện một phiên khá là tốt trong ngày hôm nay. Tuy nhiên thì HCM đã không giữ được cái mức giá xanh cho tới chốt phiên và giảm điểm vào phiên chiều. Riêng SSI thì vẫn giữ được mức tăng 0,7% lên mức là 22.150 đồng. Điểm đáng chú ý trong phiên ngày hôm nay còn có hai nhóm, đó là nhóm nông lâm ngư nghiệp và nhóm chế biến thủy sản. Thì nhóm nông lâm ngư nghiệp thì đã bị bán khá là sâu với lực bán mạnh đến từ khối ngoại và đặc biệt là đến từ hai điển hình của Hoàng Anh Gia Lai, HAG, HNG. Còn một điểm đáng chú ý nữa trong phiên ngày hôm nay đó là nhóm nông lâm ngư nghiệp và nhóm chế biến thủy sản. Thì nhóm chế biến thủy sản với đại diện là Hùng Vương giảm khá sâu, và cổ phiếu này gần như là chưa thoát khỏi được cái xu hướng giảm trung hạn khi mà rớt khỏi cái đường MA100 kể từ hồi tháng 11 năm 2016 tới nay. Ngoài ra các mã khác của nhóm này như là TCF hay là FMC hoặc TS4 đều có sự điều chỉnh nhẹ. Nhóm khác đó là nhóm nông lâm ngư thì hôm nay cũng điều chỉnh mạnh với sự bán khá lớn, động lực bán khá là lớn. Dẫn đầu là bộ đôi của Hoàng Anh Gia Lai, HAG và HNG. Riêng về HN Index thì chốt phiên cũng đã giảm 0,56 điểm, tương đương với 87,86 điểm. Khối lượng đạt 57 triệu đơn vị, tương đương với 582 triệu đồng. Với cái dẫn đầu về thanh khoản trên sàn này là SHB tới 25,8 triệu đơn vị. Đây là một cái con số khá là ấn tượng đối với sàn trong giai đoạn vừa đây. Vâng, xin cảm ơn chị. Thưa quý vị, những nhận định vừa rồi của chị Đỗ Thị Thanh Hiếu cũng đã khép lại phần đầu tiên của chương trình Giờ Kết Sổ trên kênh truyền hình FBNC. Ngay sau phút giải lao, chúng ta sẽ cùng đến với phần 2 của chương trình, phần cập nhật những thông tin thị trường đáng chú ý.